Hà Lan tặng toàn đội mỗi người một chiếc đồng hồ. Còn Mbappe khi được lên nắm quyền liền muốn đẩy Neymar đi. Có lẽ về thực lực thì họ bất phân thắng bại. Mbappe thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Nhưng ở một số phương diện, sự chênh lệch giữa họ ngày một lớn. Khi Hà Lan chuẩn bị chia tay Dortmund, anh liền chuẩn bị quà cho đồng đội. Thậm chí ngay cả những đầu bếp, những nhân viên y tế của câu lạc bộ đều được anh tặng một chiếc đồng hồ Omega trị giá 6.700 euro. Nhìn sang Mbappe, một bên thì mặc cả với Real, một bên thì vẫn nhăm nhè với Paris Saint-Germain. Nhìn thấy Paris Saint-Germain đưa ra một bản hợp đồng trị giá trên trời, cùng với quyền lực chưa từng có, M7 đã quyết định trở mặt với Real, tiếp tục ở lại Paris Saint-Germain. Trên sân thi đấu, anh cũng không ngần ngại dùng những cách như khiêu khích đối phương để kéo dài trận đấu. Mà khi bị va chạm, Mbappe cũng thường thể hiện những cú giả ngã quá lố. Ngược lại với điều đó, Hà Lan khi đối mặt với những pha phạm lỗi thô bạo của đối thủ thì thường không bao giờ chủ động ngã xuống. Đối mặt với tình huống mà Joshua Kimmich bất ngờ tạo ra tranh chấp và có biểu hiện phạm lỗi, nhưng anh vẫn tiếp tục đi bóng, thậm chí còn khiến cho Joshua Kimmich bị đau và phải rời sân. Sự khác nhau là vậy. Thế thì trong tương lai, bạn sẽ càng xem trọng ai hơn?